Chào các bạn, lại là TS tôi đây. Hôm nay TS sẽ rủ các bạn cùng khui trứng khủng long với T-Rex nha. Hãy nhìn xem đây, các thể loại trứng khủng long đây, nhiều chưa nè. Và hôm nay TS sẽ cùng với các bạn khui trứng khủng long có gì bên trong đó nha. Nếu các bạn chưa biết thì khủng long là một loài đẻ trứng nha các bạn. Nào, cùng bắt đầu thôi. Rồi, chúng ta cùng mở quả trứng đầu tiên nha. Trong quả trứng này có gì vậy ta? Đố các bạn quả trứng này có gì đây? Chúng ta sẽ cùng mở ra. Có một chú khủng long con và một chú bé tiền sử. Wow! Thực ra là hai chú này là trong cái vỏ trứng khác nha các bạn. Nhưng mà tại vì cái vỏ trứng đó gỡ ra rồi khó gắn lại quá, nên mình đựng tạm trong cái quả trứng này. Rồi, bây giờ đến một cái quả trứng khác. Và quả trứng này cũng màu cam. Không biết là con khủng long gì ta. À, có những cái chân nè. Mình sẽ bẻ những cái chân này ra ha. À, cái tay này cũng bẻ ra luôn. Bên đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy. Ủa? Nhưng mà các bạn ơi, cái đầu của nó đâu ta? Cái đuôi nó đâu nữa? Các bạn chỉ giùm mình coi. Đúng rồi. Đây, mình bật cái này ra. Cái đuôi ở đây. À, cái đầu trốn trong này nữa các bạn. À, hello khủng long. Anh chàng này vừa có lông vũ ở đuôi, vừa có một nhúm lông vũ ở khuỷu tay nữa. Như vậy anh ta là một anh chàng Velociraptor ha các bạn. Xin chào Velociraptor. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ khui quả trứng khủng long này đi. Ơi, quả trứng này dễ thương quá các bạn. Màu xanh thiệt là đẹp, nhìn rất giống một quả trứng khủng long ha. Ngoài hộp quá, bên trong có gì đây? Wow. Bên trong là một chú khủng long. Nhưng mà được tháo rồi, các bộ phận ra rồi. Thì bây giờ mình phải ráp các bộ phận của chú khủng long này lại nha các bạn. Nào, mình ráp thôi. Wow, các bạn có nhận ra đó là khủng long gì không? Các bạn có nhận ra không? Để mình để lên đây tí cho các bạn nhìn ra cho dễ nha. Đây, đây, cái đầu này các bạn có nhận ra không? Đó là một anh chàng khủng long ba sừng, Triceratops. Ồ, như vậy thì đầu tiên là mình gắn cái đầu cho anh ấy ha. À, đúng không ta? Đúng rồi, gắn cái đầu vô thôi. À, ngay cái cạch rồi đó. Và mình gắn đúng khớp rồi đó các bạn. Có đầu thì phải có gì nè? Đúng rồi, có đầu thì phải có đuôi chứ. Quay lên hay quay xuống ta? À, quay lên. Rồi. À, hình như mình lộn rồi thì phải. Hình như đầu và đuôi phải đảo ngược lại mới đúng. Cũng không được. Như vậy thì như vậy mới đúng ha. Cái đầu ảnh đây và cái đuôi ở đây. Rồi đúng rồi, không lăn tăn nữa nha các bạn. Cái này là cái này, cái chân này nó nằm ở bên này rồi. Vậy thì tôi gắn cái chân vô đây. Rồi, cái chân này mình gắn vô đây. Hai cái chân nhỏ hơn. À, các bạn nhớ nha, coi chừng để cái chân quay ngược ra đằng sau. Như bên này là không đúng nha, phải quay ra đằng trước. Là quay ra ở mặt bên này. Đó. Và ở đây là mặt bên này nữa. Các bạn nhìn xem, chúng ta vừa có một anh chàng Triceratops rất là đẹp trai. Ơi, xin chào bạn. Bạn đẹp quá đi thôi. Rồi, chúng ta khui một quả trứng khác nha. Không biết quả trứng này có giống quả trứng kia không nữa. Để coi có ai trong đây nào. À, một anh chàng màu xám. Các bạn thấy không?
Rồi, không biết là anh ta có giống anh hồi nãy không nữa. Các bạn coi coi có giống không. Đó, các bạn có giống anh hồi nãy không? À, thấy cũng giống giống ha. Nhưng mà nhìn kỹ lại đi. Anh này sao? Anh này có một cái sừng ở đây và một cái bờm rất là hầm hố và những cái sừng ở trên kia nữa. Vậy anh ta là khủng long gì ta? Đúng rồi, anh ấy là Centrosaurus với một cái sừng duy nhất ở trên mũi. Rồi, mình sẽ ráp anh chàng này nha. Rồi, bây giờ cái phần to to này chắc là cái đầu. Mình sẽ gắn vô. Rồi, cái đuôi. Cái đuôi mình sẽ gắn vô đây. Phải ngược lên vậy chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Nhìn nữa nè. Rồi. Chân. Mình sẽ gắn cái chân. Chân lớn mình gắn ở bên đây. Rồi. Một cái chân lớn khác mình sẽ gắn ở bên đây. Và hai cái chân nhỏ gắn như vậy là quay ngược lại rồi, không được nha các bạn, mình phải gắn vô đây nè. Đó. Gắn ở đây rồi, như vậy là chúng ta đã có một anh chàng Centrosaurus đó các bạn. Nhìn có hầm hố không, thấy cái sừng của anh ấy chưa? Wow, xin chào Centrosaurus. Có nên khui quả trứng này không ta? À, quả trứng này không cần khui nha các bạn. Quả trứng này chỉ có đèn trong đó thôi. À, có hình Doraemon rất là đẹp mắt. Và khi mình lắc thì nó sẽ phát sáng. Như vậy thôi à. Tiếp tục ha. Mình sẽ khui cái anh chàng quả trứng màu cam này. À, để coi mình bóc ra sao cho nhanh đây. Tốt nhất là mình nhờ sự trợ giúp của một cái kéo đi. Mình dùng kéo để mình cắt đi. Mình bóc lên một tí ha, cho có chỗ cái kéo để mình vô để mình cắt. Rồi, à không cần kéo luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ xé cái mặt này ra. Wow, chúng ta đã nhìn thấy được bên trong rồi ha. Không biết là anh chàng nào sẽ xuất hiện ở bên trong đây. Wow. Wow, anh chàng này nhìn đẹp quá các bạn. Wow. Mình cũng không biết anh ta là ai hết. Có một cái cánh bờm. Và nhiều khả năng sẽ là một anh chàng Spinosaurus đó các bạn. Còn biết có đúng không? Cùng mình theo dõi nha. Yeah. Mình đổ hết các anh chàng này ra đây. Các bạn đã thấy rõ chưa? Nào các bạn ơi, bây giờ cùng nhau gắn anh chàng này ha. Anh chàng này chắc chắn là một Spinosaurus rồi. Bây giờ mình lắp hai cái thân lại với nhau. Một cái trên và một cái dưới. Đúng rồi. Như vậy rồi, cái đầu mình gắn ở trên hay ở dưới đây ta? Chắc là ở đây ha. Chỗ trên này to hơn, chắc là dành cho cái đầu. Và cái nhỏ hơn thì để dành cho cái đuôi. Đúng rồi, vô khớp rồi đó các bạn. Rồi sao nữa? Một cái chân mình gắn ở đây ha. Cái chân bên này mình gắn ở đây. Chỗ này nó hơi yếu một tí xíu. À, cái chân bên này mình gắn ở đây chứ. Rồi, đưa vô nhẹ nhàng nha các bạn. À, nó cũng dẻo thôi, nó không cứng lắm đâu. Rồi, đó các bạn ơi, mình đã gắn xong một anh chàng Spinosaurus rất là hầm hố ha. Rồi, chúng ta đến với một anh chàng trứng màu hồng ha. Không biết là con khủng long nào trong đây ta. Mình hồi hộp quá đi. Mình phải gỡ cái bao này ra. Rồi, lúc này thì mình sẽ cần sự trợ giúp của một cái kéo rồi. Rồi, mình bấm nhẹ cái đầu ở đây là mình sẽ mở được cả cái bao ra thôi. Đó. Rồi.
Wow, một anh chàng ở trong quả trứng màu hồng là cái gì đây? Hồi hộp quá các bạn ơi. Đây, mình cho lấy ra đây cho các bạn dễ nhìn ha. Không biết là anh chàng nào nữa. Các bạn có đoán được ra là anh chàng nào không? Ui, mình cũng chưa đoán ra nữa. Và mình cùng nhau lắp lên coi ha. Bây giờ trước tiên là mình lắp cái thân của anh ta lại. Đây, một cái trên, một cái dưới. Gắn sao mà để nghe cạch cạch là mình biết là mình đã gắn thành công rồi nha mấy bạn. Rồi. Để coi cái này với cái đuôi ha. Cái nào đúng ha? Mình nghĩ là cái đầu ở đây. À, nghe cái cạch rồi, chắc đúng rồi đấy mấy bạn. Và cái đuôi ở đây. Không đúng lắm. Vậy là mình phải đổi lại rồi. Vậy là cái đầu ở đây mới đúng. Đó, để mình thử nha. Không sao hết. Mình thử được thì đúng rồi, còn không được thì mình gắn lại thôi, đâu có sao đâu. Rồi. Tiếp tục. Cái đùi anh chàng này thiệt bự ha. Gắn vô rồi cái đùi. Ở đây. Lại là một cái đùi khác. Vô nào. À, vô rồi. Chà, anh chàng này hầm hố hết ta. À, mình đã biết anh chàng này tên gì rồi đó. Các bạn có biết không? Các bạn có đoán ra được tên của anh ta chưa? Chưa đoán ra hả? Suy nghĩ thử coi. Đi bằng hai chân. Nhìn khá là giống T-Rex. Nhưng mà trên cái đầu có hai cái sừng. Như vậy anh chàng này tên gì ta? Ở đây chưa chắc lắm. Mình gắn lại nha. Rồi. Anh chàng này tên gì ta? Cái đầu có hai cái sừng. Đúng rồi. Carnotaurus, khủng long sừng bò đó các bạn. Rồi. Mình cho anh chàng này ở đây đi. À, đứng dựa vô tường đi ha. Rồi, chúng ta tiếp tục với hai cái quả trứng nhỏ này ha. Hình như là anh chàng này là thể loại Lego các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ cái quả trứng này ra. Hồi hộp quá. Mình cũng không biết có gì bên trong. Phải gỡ ra mới biết. Quả trứng này. Wow. Đó là Lego các bạn ơi. Cái này mình phải ghép lại thì mới ra được hình dạng ha. Wow, hay căng này nha. Này, này ở đây có hướng dẫn cho mình cách lắp ghép khủng long. Rồi, chà, cũng nhiều chi tiết đó các bạn ha. Đâu, mình sẽ thử lắp ghép thử coi nha. Sao mà nhiều chi tiết quá vậy? Các bạn có thấy bạn hướng dẫn không? Nhìn tỉ mỉ ha. Rồi các bạn ơi, mình đã phân nhóm những cái linh kiện của khủng long để mình sẽ lắp lại một lần cùng với các bạn ha.
chàng khủng long cổ dài Brachio. Đẹp không nè mấy bạn? Khủng long cổ dài Brachio ha. Wow, hoành tráng quá đi. Rồi. Còn một quả trứng màu vàng nữa. Nhưng mà sợ mất thời gian của các bạn. Với lại con khủng long ra chắc cũng khá giống anh Brachio này. Nên mình để dành ở đó ha, cho cậu chủ mình sẽ tự lắp. Mình không lắp giùm cậu chủ mình nữa đâu. Các bạn ơi, như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn xong các thể loại trứng khủng long của cậu chủ mình rồi đó. Các bạn có thấy thích không nào? Và điều đặc biệt nữa nha, những quả trứng này mình mua ở cái tiệm đồ chơi gần nhà rất là rẻ, có 20.000 một cái thôi, nhưng chúng ta sẽ chơi được là rất là thú vị. Như vậy là mình đã giới thiệu xong, và mình hy vọng rằng các bạn sẽ quay lại thăm mình thường xuyên bằng cách subscribe kênh này nha các bạn. Một tuần mình sẽ ra 2 đến 3 video để cho các bạn theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.